Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream trực tiếp tại bệnh viện thẩm mỹ Encast. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một vị khách hàng. Và khi nhìn vào bức ảnh này thì các bạn cũng có thể thấy được tình trạng của vị khách hàng ngày hôm nay ạ. Chị ấy có một tuyến vú kém phát triển và ở cái khe giữa này thì nó cách xa nhau và cái phần trên của cái phần của chị ấy nó bị lõm vào, không có được đầy đặn. Và đây là cái kết quả sau 90 phút bác sĩ tại bệnh viện Encast đã phẫu thuật. Thì các bạn có thể thấy là cái bầu ngực của chị ấy đầy đặn hơn nhờ việc là đặt túi ngực với size 320, loại túi là nano chip. Và cái khe ngực của chị ấy cũng được làm cho trở về khe ngực chuẩn từ 0,5 đến 0.6cm. Các bạn có thấy là khe ngực rất là sát đúng không ạ? Ngoài ra thì các bác sĩ cũng sử dụng mỡ tự thân của chị ấy để bơm vào bầu ngực trên để cho nhìn bầu ngực nó được đầy đặn và sexy hơn. Đây là cái bầu ngực sau khi mà các bác sĩ đã phẫu thuật ạ. Các bạn có thể so sánh được bầu ngực trước và sau khi làm của chị khách hàng này ạ. Và vừa rồi là một cái trường hợp của một vị khách hàng đã đến tại bệnh viện Encast. Nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc là cũng muốn sở hữu một bộ ngực đẹp và quyến rũ như vậy thì hãy để lại bình luận dưới video này hoặc là đến trực tiếp tại bệnh viện Encast để mà gặp bác sĩ Kim có thể nghe bác tư vấn cũng như là tìm ra giải pháp cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video livestream lần sau.